Ở gà. Đấy, được rồi. Chuẩn. Hơi sức một tí nhưng mà không sao, vẫn xử lý được. Đây rồi, ôi. Hà Nội nới lỏng giãn cách rồi các bạn ơi. Úi dồi, mẹ hôm nay thôi thề, hôm qua nghe tin đấy là tin vui nhất của đời tôi. Có năng lượng hẳn luôn. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay Hà Nội nới lỏng giãn cách rồi. Được đi làm rồi. Có cơm rồi. Hello các bạn. Chúc các bạn có một ngày thứ ba vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Vẫn là tôi đây, vẫn là tôi mỗi 8 rưỡi hàng tuần. Nhưng mà rất tiếc phải thông báo với mọi người là hôm nay có lẽ là buổi stream cuối. Bởi vì ngày mai tôi sẽ phải từ nhỏ nhạc cái. Ngày mai tôi phải ngồi tôi tập trung mà tôi làm nốt cái video đã, xong rồi đăng lên rồi mới quay lại stream tiếp được. Đấy, hơi đen. Và rất tiếc hôm nay, có lẽ hôm nay mình ngồi với nhau lâu lâu tí, nhưng mà hôm nay là buổi cuối rồi. Ngồi với nhau nốt cho đến đấy thôi. Xong mình ngồi làm clip. Đấy. Cuộc sống mà. Phải tập thì phải, vẫn phải ngồi làm clip chứ các bạn. Thì thôi hôm nay coi như là mình ngồi lâu lâu hơn tí, xong rồi mình off, mai mình không stream nữa. Mai kia, có thể là ngày kia cũng không stream được. Bởi vì phải ngồi làm clip. Đấy. Hơi buồn một tí nhưng mà phải chịu thôi. Sao không thấy stream hôm qua vậy Tuân? Hôm qua chơi GTA ấy. Nó có vấn đề đấy, là nhạc của GTA nó nhạc bản quyền các bạn ạ. Thế là mẹ mày mình vào GTA nó bị bản quyền. Thế là mình phải xóa tạm đi. Tôi sẽ đăng lại cái đấy trên kênh Mercia Tuna Stream, nhưng mà không phải trên kênh này, bởi vì nó có nhạc bản quyền. Bây giờ US, nhạc US UK nó gắt lắm. Mà để nhạc trong video là mẹ mày vớ vẩn, là ngày hôm sau là ăn gậy, đéo được. Thế tôi phải xóa đi, khổ lắm. Nó là của cái bên gì UGM gì đấy, sợ bỏ mẹ đi. Thôi, loại. Mai đăng lên sau, mai đăng lên kênh Mercia Tuna Stream sau. Với cả một tin vui, nhưng mà tin buồn là thế thôi. Tin vui là gì? Là nút vàng về rồi. Ngay sau khi cái clip mới lên sóng cái thì tôi sẽ quay bắt tay vào quay clip kỷ niệm nút vàng. Và xem có những phần như nào, là phần tôi có lên kế hoạch ra gì, lấy làm gì. Review nhà stream này. Không, review phòng stream đúng không? Nhà stream. Phòng stream có những cái gì này, đồ trang trí như nào chú này. Chú nhớ sâu con lợn tệ nạn với cái nhà vệ sinh nha chú yêu. Sợ hơi khó, bởi vì bây giờ nói thật là cái nhà chính của tôi và nhà stream cách nhau rất là xa. Mà mang chó đến nhà stream thì nó gọi là hơi khó. Bởi vì các bạn biết đấy, các bạn mà đi, tôi nhá, giả dụ các bạn bảo là anh có thể cho vào ô tô mà là xong mà đúng không? Đúng, nhưng nếu mà chỉ để chó vào ô tô mà không có vợ tôi đi cùng ấy, thì ai giữ bọn chó? Đang lái ô tô, bọn chó nhảy vào vô lăng thì sao? Tai nạn chết, đéo được. Nên đấy, nên là xem tình huống, xem tình hình xem mà có mang con chó về được nhà này không đã. Vì nhà stream nó hơi xa. Đấy, khổ lắm. Thông cảm với đấy. Nhưng mà được vui cái là nút vàng về rồi. Nút vàng về là may rồi. Đấy. Ui, các bạn định thôi từ câu chuyện thì nó xong. Nên là tôi cũng đặt mua đồ rồi, đặt mua gọi là thề nha, là mấy hôm nay vừa ngồi viết kịch bản clip, vừa làm gì, vừa lên mạng xem là quay phim như thế nào, quay vlog thế nào để có những cảnh quay đẹp nhất, chỉnh màu như thế nào để vlog có gọi là màu dễ chịu nhất với người xem. Tôi còn nghiên cứu cả xem là mắt người thích những cái màu sắc như thế nào. Để mà mẹ mày tôi làm vlog thì mẹ thề tôi ngồi tôi nghiên cứu vãi cả bìu để quay vlog. Bởi vì sao? Vì tôi là một gọi là gì, tôi là dân theo kiểu dân kinh doanh, dân tài chính, dân quản trị, chứ đéo phải là dân mẹ mày quay phim. Lần đầu tiên mẹ mày tôi thề đây là lần đầu tiên tôi được tiếp cận cái gọi là quay phim là như thế nào, góc quay như thế nào, góc quay rộng, góc quay hẹp là như thế nào. Ôi trời, mẹ mày đọc đau cả đầu ra. Nhưng vẫn phải cố các bạn. Bởi vì sao? Để cho người xem những thước phim đẹp đẽ nhất. Mình phải làm thế các bạn. Trời ơi, khổ lắm. Chú cẩn thận không chị cừu mất não lại làm mất u. Cảm ơn yêu chú vãi lều nhá. Đấy. Tôi là con người, tôi bị dính một cái gọi là lời nguyền của trời. Đấy là gì? Đấy là tôi bị theo chủ nghĩa cầu toàn các bạn.
tôi đéo bao giờ chấp nhận một thứ gọi là nửa vời cả, tôi chỉ chấp nhận một thứ nó hoàn hảo thôi, đấy mới khổ. Ừ, thế bảo là nhân viên dưới trướng mình khổ bỏ mẹ anh đi, bởi vì sao? Bởi vì tôi không bao giờ tôi dừng lại cho đến khi mà nó gọi là nó đạt đến mức mà tôi mong muốn. Ừ, khổ vãi lìn ra, ngồi xem là mẹ mày quay vlog không, quay có kiểu mẹ thề ước gì bây giờ mình thuê một, mà giờ tôi định lúc đầu tôi bảo ấy là muốn hoàn hảo ấy thì thuê mẹ một bạn về quay hộ mình luôn. Ừ, thuê con mẹ về xong bảo em chạy gimbal các kiểu cho mình luôn, nhưng đéo được. Bởi vì sao? Bởi vì mình mà không hướng tới tự chủ ấy thì sau này mình quay kiểu gì? Sau này đi đâu cứ phải thuê người à? Không được. Mình làm YouTube vì sao? Bởi vì mình muốn cải thiện bản thân. Bây giờ mình phải tự làm chứ, đúng không? Đấy, tôi quyết định là tôi tự học, là cầm máy quay, cầm máy quay cách ui ôi mẹ mày khổ vãi cả bìu. Nhưng không sao, cố gắng được. Đang học dần. Mẹ tôi lại kể qua ông nghe một câu chuyện kinh vãi cả lồn đây. Không, hơi bậy một tí, nhưng mà đây mẹ, hôm nay tôi với vợ tôi là có gọi là đi mua ít đồ. Vợ tôi bảo là mẹ mày, tôi có hỏi vợ là mẹ em có thể làm một thứ mà gì nhỉ, như hồi em phải về lại như hồi còn trẻ được không, hồi mà vợ chồng mình còn nhiệt huyết ấy. Được không? Mẹ có biết vợ tôi làm gì không? Vợ tôi hồi xuân luôn các bạn. Đang đi ô tô nhá, vợ tôi kéo kính ô tô xuống, thò đầu ra ngoài nhìn cái chị đang đi bộ ngoài đường. Chị ơi, cứu em với, em không biết thằng trai là ai cả, nó bắt cóc em. Sao chú không làm như Bi Tệ Lạn Á chú, giấu lớn. Ai cả luôn. Đi con mẹ mày. Đi mẹ mày thề. Cay vãi cả lồn. Chị ấy, cái chị nhìn kiểu chị nhìn mắt chị hoảng sợ luôn ấy, kiểu chị đéo hiểu chuyện gì xảy ra ấy. Mẹ mày quả đấy, tôi đạp ga ô tô, tôi phóng nhanh luôn, bởi vì sao? Mẹ mày quả đấy mà người ta gọi công an là tôi vào tù đấy. Mẹ mày thề. Vợ với trả con, mẹ mày đéo ở đi chậm chung với nhau nữa. Khổ vãi cả lồn đi. Toát cả mồ hôi hột mẹ mày. Nhưng mà đấy, các câu chuyện, những câu chuyện về kiểu hôn nhân có gì vui đấy. Các bạn cứ bảo là cuộc sống của các bạn buồn tẻ quá, cuộc sống mình chán quá. Tuna nhiều pha tự hủy quá mặt cười. Cảm ơn Tuấn nhá. Các bạn cứ bảo đấy, kiểu như là cuộc sống của em bây giờ không có màu sắc gì cả, anh phải giúp em cuộc sống em thú vị hơn được không? Cách tốt nhất là gì? Có vợ đi. Có vợ đi là cuộc sống của mình nó lại màu sắc mà, như tôi bây giờ đấy, toàn màu đen, đẹp mỡ, vãi cả bìu. Đâu mẹ mày, vợ tôi nhiều lúc buồn cười lắm các bạn. Mẹ mày thỉnh thoảng có mấy màng mẹ mày tự hủy, đỉnh cao lắm. Mẹ mày giữa mùa hè nóng 40 độ, mẹ mày thấy đắp trăng len giữa nhà, hỏi là mẹ em làm sao đây? Anh xin em đấy, em giống em cư xử giống một con người bình thường được không? Với tư cách là một người ở bên em hơn mười mấy năm rồi, anh xin em đấy. Đấy, em có thể cư xử giống một người vợ bình thường không? Biết bạn tôi chơi câu gì không? Không, em mặc dù ngoài kia 40 độ nhưng em thấy lạnh quá anh. Anh ạ, em lạnh vì không có ai yêu thương em cả. Thì mẹ xong hóa ra là anh ơi em có thể xin ít tiền để mua mẹ mày cái gì mà mẫu son mới gì đấy không? Cái cần em nói mẹ ra là em cần mua son đi. Thương tôi. Đi mẹ mày nóng 40 độ xong cầm cái trăng len đi giữa nhà. Thế giờ cho anh chọn lại thì anh có chọn cưới chị Cừu không? Đóng mặt cười. Em ơi, em nghe người ta bảo chưa? Kiểu như là nhá, nếu em có cái quy tắc về thời gian ấy. Em xem Avengers Endgame chưa? Đấy. Giả dụ em về quá khứ và em giết Thanos thì sao? Giết Thanos khi còn nhỏ ấy thì sao? Thì sau này sẽ có một Thanos khác xuất hiện. Nó là kiểu như cái điều bắt buộc phải xảy ra ấy. Đấy. Thế này như nào? Thế bây giờ giả dụ tôi về quá khứ và tôi bảo Tương là: ê đi mẹ Tương ơi, đừng có ký vào tờ đăng ký kết hôn, mày đang tự hủy đấy. Đừng. Mày thông minh hơn thế mà. Hãy tự do đi. Hãy là con hải âu của vùng đất cảng như hồi còn trẻ đi. Thì sao? Thì chắc chắn là không phải lúc khi đấy, thì cũng là 5 năm sau hay 10 năm sau tôi vẫn cưới vợ tôi. Đấy điều chắc chắn. Đấy. Nó gọi là mẹ mày
những thứ phải xảy ra và những thứ bắt buộc phải xảy ra. Nó như thế các bạn, không được. Khổ lắm. Nên đời mình như thế thôi, chấp nhận thôi các bạn. Biết làm sao rồi. Ông trời bảo là thôi mẹ mày, đời mày tao cho mày sống gọi là công việc ổn định rồi thì sao? Hãy nhận lấy thứ này đi. Đây. Đấy. Sao trên clip chú chửi tục thế ạ? Không, thực ra là trong video tôi cũng chửi tục mà các bạn. Các bạn thấy trong video tôi cũng chửi tục à? Các bạn thấy ok. Có phải trong video các bạn không thấy bậy bởi vì sao? Vì tôi chèn tiếng bíp vào. Bây giờ thử trong video tôi không chèn tiếng bíp xem. Bậy vãi cả lìn. Tôi đảm bảo các bạn luôn, các bạn nghĩ là trong video anh Thanh Lịch anh không chửi bậy là vì sao? Bởi vì nó có tiếng bíp rồi các bạn. Giờ giả dụ không có tiếng bíp xem. Úi dồi ôi, anh mất dạy vãi cả bìu. Chắc chắn luôn. Nhưng mà tôi chửi bậy là đây là tôi chửi bậy theo kiểu là vui mà. Tôi chửi bậy nó không mang tính chất là xúc phạm ai cả. Tôi chửi bậy theo tính chất là gì? Là miêu tả cảm xúc của mình. Chửi bậy theo với tư cách là từ cảm thán chứ không phải là từ xúc phạm người khác. Ừ. Nếu giờ tôi chửi là đi cha đi mẹ thằng nào thì lúc đấy nó mới xin là một lần khác. Chơi game cùng Tuna mặt cười. Tôi không, tôi giờ tôi cũng lừa chơi game đó các bạn ạ. Khổ lắm. Đấy. Chứ mà tôi xúc phạm ai thì lúc đấy tôi bị bóc thì lúc đấy tôi bị bóc phốt ngay. Nhưng không, tôi không xúc phạm ai cả. Tôi đơn giản là dùng chửi bậy để biểu cảm cảm xúc của mình là gì? Đấy. Đấy thôi. Anh các bạn biết ngay, từng làm streamer ấy là như nào, là phải ngồi trước màn hình máy tính, ngồi trong một căn phòng một mình, không có ai đối đáp lại cả. Thứ duy nhất mà theo kiểu gọi là gì nhỉ, tương tác lại với mình là kênh chat. Nói chung là hoàn toàn là tôi tự, gọi là theo kiểu tự biên tự diễn các bạn, là mẹ mình phải tự hỏi tự trả lời đấy, mà mình chỉ đọc được kênh chat qua những cái câu gọi là những cái gọi là chữ trên kênh chat, thì nó không được gọi là tương tác như ở ngoài đời. Chứ đây mà là ngoài đời xem mẹ mày, tôi lại chả ngồi diễn giải cho các bạn mày một vạn câu hỏi vì sao, một triệu lý do tại vì. Ok, nhưng mà không, đây là trên mạng nó thế các bạn, phải thế thôi. Mai với cả sáng mai là hơi bận, sáng mai rồi tôi thông cảm thôi, chứ chắc cuối tuần này mới có video mới, bởi vì mai là tôi phải chở vợ tôi đi đâu nhỉ, gọi đi đâu nhỉ, tôi không biết, cũng chả biết gọi đi đâu đâu. Cơ bản đây kế hoạch của vợ tôi miêu tả, tôi chả hiểu kế hoạch nó như nào, nhưng mà chắc là sáng mai tôi phải đi với vợ tôi, nên là thôi video chắc là cuối tuần mới có. Khổ lắm, cũng lâu không dịch bệnh, cũng lâu không đi với vợ rồi, mãi em phải dành thời gian đi chứ. Cô mẹ mà sao nước mũi với nước mủ ra kinh ấy nhỉ, ố mẹ thôi. Ở thời tiết Hà Nội như này mà tôi bị viêm xoang nhá, đéo hiểu sao ấy, thề nước mũi vẫn chảy ra cay thật ấy. Làm YouTube có khó không anh? Em nghĩ khó không? Mẹ bây giờ thật, nói thật các bạn nghe nha, tôi mà làm YouTube theo kiểu bình thường ấy là như nào? Bây giờ tôi có nổi rồi, bao tôi 1 triệu sắp mẹ rồi, thì bây giờ tôi làm gì? Tôi đéo quan tâm subscribe, tôi bây giờ tôi làm gì? Tôi đăng có mẹ mấy clip hàng ngày lên đi. Mấy clip theo kiểu mẹ này chơi game hàng ngày lên để kiếm view, kiếm tí tiền xong mẹ sau này giải nghệ là xong. Nhưng không các bạn, tôi là con người bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Mẹ mày hoặc là làm một cách tử tế, hoặc là thôi đừng có làm nữa. Đấy, cách sống của tôi là thế. Thế nên là sao? YouTube của tôi là thế các bạn. Mình chỉ đưa ra những sản phẩm mà mình tự hào thôi, còn không thôi không tự hào ấy thì tôi vứt. Đấy. Cho nên là khổ lắm các bạn. Nó khó lắm. Mà mẹ mày từ quên mất, theo thói quen mọi khi đấy là gì, những người đang mẹ các bạn tôi bảo các bạn nghe này, bây giờ ấy, đằng nào mẹ mình vào xem clip mình cũng chả mất đồng mẹ thì tôi cũng chả yêu cầu các bạn donate đâu, vì đơn giản là có thật là tiền các bạn dùng để đầu tư cho bản thân đi, mua quyển sách hay là đi học gì đấy đi, tốt hơn đấy là tốt hơn là donate cho tôi đấy. Nhưng mà tôi chỉ cầu mong mọi người đang xem đây một điều thôi, đấy là kéo xuống bấm một nút like cái thề mẹ mày, các bạn đã xem clip mẹ mày nửa thiên niên kỷ rồi thì sao, anh em có thể nhẹ nhàng kéo xuống mới tầm 5 giây thôi và bấm vào nút like cái cho vui cỡ vui nhà. Chứ bây giờ mẹ này cái
miễn phí mà, có gì đâu, nút like bấm phát thôi mà, một phát kích chuột, không cần mất đồng, không mất đồng nào cả, mà mọi người đều vui. Các bạn cảm thấy các bạn vừa cống hiến cho tôi một thứ gì đấy, tôi cảm thấy mình vui bởi vì các bạn đã ủng hộ đấy, chúng mọi người đều vui, win win, mối quan hệ mà mình không toxic, hợp lý rồi. Xin một like đấy. Anh theo chủ nghĩa hoàn hảo vậy thì sao anh lại cưới một người không hoàn hảo? V. Thế bạn nghĩ thế bạn định nghĩa thế nào là hoàn hảo các bạn? Thế tôi hoàn hảo à? Mẹ em hỏi câu đấy em hơi sai em ạ. Bởi vì sao? Em việc đéo gì. Với tôi bây giờ ấy, tôi với vợ tôi hoàn hảo. Tôi chả có yêu cầu thêm vợ tôi điều gì nữa. Bởi vì sao? Mẹ mày vợ tôi là một con người như nào? Vợ tôi thông minh vãi luôn, nói mất não chứ. Để mẹ tôi thề là đéo ai thông minh bằng để mẹ kiểu thông minh theo kiểu gọi là gì nhỉ? Theo kiểu quản lý kiểu đéo ai thông minh bằng vợ tôi, nói thật. Thầy mà các bạn bảo tôi kiếm nhiều tiền á, tôi nói thật các bạn luôn, vợ tôi kiếm gấp mấy lần tôi. Thế ai mới là không hoàn hảo? Ừ đúng, vợ tôi không phải là một người phụ nữ của gia đình. Chắc chắn còn lâu vợ tôi mới gọi là hoàn hảo đến cái mức là người nội trợ. Nhưng tôi đâu có yêu cầu điều đấy. Bởi vì sao, nếu mà việc nhà, việc mọi thuê dịch vụ về làm là xong, có gì đâu. Nhà bẩn cái gì? Chị ơi, nhà em bẩn rồi, dọn rồi em cái, xong. Yêu cầu điều gì? Chả yêu cầu điều gì hơn mà. Thứ tôi cần ở vợ tôi, thứ tôi cần ở vợ tôi là gì? Và thứ vợ tôi cần ở tôi là gì? Để hoàn thiện lẫn nhau, thế thôi. Có một thứ mà tôi đảm bảo là vợ mà vợ tôi có mà có như là ít người phụ nữ có lắm, đấy là gì? Đây là cái định nghĩa về tình yêu của vợ tôi nó hưng người ta là như nào. Vợ tôi định nghĩa tình yêu rất đơn giản nhá. Đấy là gì? Đấy là sự hy sinh, sự ghi nhận và sự báo đáp, đúng ba cái đấy thôi là tình yêu. Tôi cũng hiểu điều đấy là như nào. Bạn hy sinh cho người ta thì đồng nghĩa việc người ta phải ghi nhận điều đấy là ok, mày hy sinh cho tao. Và từ vì họ ghi nhận được rồi thì họ sẽ báo đáp lại người khác như thế, thế thôi. Giả dụ bây giờ nhá, con của bọn tôi ốm ở nhà, vợ tôi hôm đấy bỏ việc để ở nhà trông con, đấy là sự hy sinh của vợ tôi. Và vì thế khi mà lần sau con tôi ốm, vợ tôi cũng sẽ mong một điều tương tự, đấy là gì? Anh hãy nghỉ hôm nay, em không quan tâm hôm nay anh họp hay không, nhưng em mong là anh hãy nghỉ làm ở nhà để trông con, để em đi làm. Đấy, nó sự báo đáp. Mà tôi vẫn luôn thế, có gì đâu. Chỉ cần vợ tôi yêu cầu hay con tôi yêu cầu, tôi ở nhà hết. Dù hôm đấy họp cổ đông hay gì, tôi cũng ở nhà. Tao đéo quan tâm, đuổi việc cũng được. Hay là ban quản trị, hay là các cổ đông, hay là tức giận vì cái gì, tao không quan tâm. Tao quan tâm đến gia đình tao thôi. Tao kiếm đủ tiền rồi, bây giờ chúng mày có tước đi của tao, tao cũng đéo quan tâm. Bởi vì sao? Gia đình là trên hết. Thế thôi. Anh ơi, tại sao trên fanpage cuối CMT của anh lại có tên Bí à? À không, con Bí bây giờ tôi cho lo mẹ mày, bởi vì tôi quá nhiều việc phải làm nên tôi không thể nuôi fanpage được, cho nên tôi bảo là Bí ơi, Bí, mày rảnh đúng không? Ờ, mày rảnh. Anh coi như là anh trả lương cho mày, xong mày nuôi fanpage cho anh được không? Được anh, đấy thế là xong. Chứ bây thế thời buổi ngày nay thế mà các bạn, mẹ mày, mình không làm được thì mình thuê người khác làm, ừ là hợp lý nhất, thế thôi, cuộc sống mà. Ui mưa to thế nhỉ, các ông nghe rõ tiếng mưa không? Để tôi cho ông nghe tiếng mưa nhá. Các ông nghe gì không? Nghe tiếng ào ào không? Đố má, mưa to vậy. Hà Nội mưa vậy. Ôi trời ơi. Mưa vãi cả miu, nhìn mẹ mưa to thế. Mai là mát rồi các bạn ơi, không còn nóng 40 độ nữa rồi. Đây rồi. Thề Hà Nội mấy ngày nay nóng bỏ mẹ đi, nóng chảy cả mồ hôi đít. Mai mới mưa, mẹ mưa bây giờ là mai mát rồi đấy. May quá, mẹ mày thề mấy hôm nay chỉ muốn vào Sài Gòn chơi hay đi Đà Lạt thôi đấy. Ôi sấm sẽ sấm kia, mưa rồi, không nóng nữa rồi. Kiều ơi, em không phải đắp trăng len nữa rồi, vui quá. Ui mẹ mày thề miền Bắc bây giờ một cơn mưa là mày thứ quà của trời các bạn ạ, à. Cuộc sống mà. Mà trời mưa này tôi hơi khó nghe tiếng nhạc trong game, đâu tiếng nhạc trời ơi, cho nên tôi không cân bằng được trời. Các bạn mà cứ kiểu spam kiểu như là mẹ anh sâu mặc đi ấy, nói thật các bạn luôn, các bạn đang làm những điều vô nghĩa như kiểu tỏ tình với cờ rớt ấy. Bởi vì sao? Đéo bao giờ sâu mặc đâu, thế nhá. Cuộc sống mà
khổ lắm. Không bao giờ có chuyện mà mày từ đến giờ đến ngày tôi giải nghệ hoặc là có người nào đấy mẹ mày bạn bè tôi lích ảnh mặc tôi ra lúc tôi show mặc thôi. Còn không thì thôi, có cái lồn. Bởi vì sao? Ảnh hưởng riêng tư. Mẹ mày tôi đéo muốn cái câu chuyện là mẹ mày vợ tôi ở nhà hay là đang như nào mà xong có người đến mẹ mày gõ cửa đâu. Nguy hiểm bỏ mẹ đi. Ờ đúng là nhà mình có chó đấy, nhưng mà sao? Vẫn nguy hiểm, vẫn hãm lồn. Tôi đéo muốn cái cảnh mà mẹ mày các cô giúp việc phải mẹ mày lau mắm tôm ở cửa nhà đâu các bạn. Khổ lắm, đéo được. Mẹ mày tưởng tượng bây giờ nhá, các bạn đi đang đi làm không? Xong nghe cuộc điện thoại của bác giúp việc hay của vợ. Tuân ơi về nhà đi anh ơi, ở trước cửa nhà có mấy kiểu người lạ đứng mọi đông người quá. Lấy vợ thì béo. Kinh chào Tuna đi. Lấy vợ thì lại hơi gầy. Ờ tôi thấy các bạn. Sợ lắm. Ui mẹ mày mưa to té nhỉ. Trời mưa to vậy. Mà nghe bảo là mười mấy ngày nữa là các em cấp 3 sẽ đi thi đại học đúng không? Ôi, các em sắp được bước vào ngưỡng cửa của sinh viên rồi. Chúc mừng các em. Chúc các em đỗ nguyện vọng 1. Hồi ấy tôi cũng thi cũng đỉnh cao đấy. Nhưng mà có điều là tôi lại 13 ngày nữa 13 ngày nữa thi rồi. Uầy, thế mà vẫn ngồi đây xem stream. Các em mẹ mày có chí khí đấy. Mà đúng mà hợp lý mà. Nói thật đấy, mình ôn thi cả năm rồi. Mình ôn cả năm rồi, bây giờ ôn thêm con mẹ mày một tuần nữa cũng đéo giải quyết được cái đéo gì. Nói thật, ngày đấy ấy, hồi trước tôi thi ấy, 5 ngày cuối là tôi đéo học gì luôn. 5 ngày cuối tôi đi chơi. Tôi đi đá bóng, tôi đi chơi bóng rổ. Tôi đéo vào tôi chơi, mẹ tôi ngồi tôi mẹ mày ôn thi luôn. Bởi vì sao? Mình học con mẹ cả năm rồi. Mình cháy hết mình với bài thi cả năm mẹ rồi. Thì bây giờ mình ôn thêm 5 ngày nữa, thay đổi cái gì không? Thay vào đấy, mình đi giải tỏa tâm lý đi. Mình đi chơi đi, bay bổng đi. Ừ, tâm lý thoải mái và phòng thi nó đỡ chốc hơn là xong rồi. Cho may. Chứ mẹ mày đầu căng thẳng ấy dễ chốc lắm. Nói thật các bạn luôn. Mấy đứa vào phòng thi xong rồi cầm bút của rung 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 ấy là chốc. Chắc chắn là chốc. Tâm lý mà đã không ổn định ấy là sẽ chốc. Mà chốc là như nào? Chốc là trượt. Mẹ mày chắc chắn luôn. Chính là con Tuna to nhẹ trông hay hơn đúng không các bạn nhỉ? Có con Tuna mà bé bé như này này. Từ tôi bảo các bạn nhìn vào tôi cái. Con Tuna mà bé bé như này trông không hay. Trông nó không đầy đầy đặn. Nó to như này cái. Các em sắp được học triết học toán cao cấp và xác suất thống kê mặt cười. Ờ đúng đúng mẹ mày thề. Đại học còn môn nó môn gì? Không thấy mấy môn triết thì dễ mà. Môn triết là toàn các em toàn bị lừa thôi. Các em toàn bị lừa kiểu như là gì nhỉ? Nó tự ám thị cho mình ấy là nó khó. Là các anh trên các anh gì nhỉ? Các anh khóa trên bảo là gì? Ôi môn triết khó vai bìu. Thế các em là các em ám thị cho mình là môn này khó quá mình đéo qua được đâu. Chứ nó dễ mà. Biết ác mộng là gì không? Ác mộng của các em ấy là môn nhảy xà. Là môn thể dục. Chứ làm sao ác mộng các em làm sao làm mấy môn mẹ mày kiểu đấy được. Mấy môn đại học ấy học trăm là qua môn. Nhưng mấy môn kiểu thể dục như kiểu nhảy xà hay là mẹ mày chạy điền kinh hay như nào ấy, úi giời ơi, hay là bóng chuyền phát bóng qua lưới ấy, thở con mẹ mày oxy luôn. Mẹ mày tôi nhớ có cái môn gì môn thể dục nhảy xà, nhưng hôm hồi đấy là nhảy gì, nhảy 2 mét đúng không, 2 mét. Ừ, 2 mét mới được điểm đủ qua môn. Địt mẹ tin là không, một đứa con gái lùn tầm 1.5 mét nhảy 2 mét có cái bìu à, điên à. Ôi giời ơi, hồi đấy tôi quen một chị mà mẹ năm tư qua hết môn rồi mà phải đến năm thứ 5 mới ra được trường. Bởi vì sao? Vì chưa qua môn thể dục. Mẹ đéo nhảy xa được. Buồn cười vãi. Còn cả môn chạy bền nữa, quý kinh, chạy bền là sinh viên hay kháo với nhau là gì? Khi chạy ấy, phải tưởng tượng trong đầu là gì? Trước mặt các em ấy, là tờ 5 lốp, là tiền đóng học lại đấy. Chạy mẹ mày đi. Thế anh qua như nào em ơi? Anh đỉnh hơn các em nhiều, bởi vì sao? Anh nói thật kệ, tôi không giấu giếm luôn, là sao? Hồi đấy tôi nhìn cái môn nhảy xa với cả môn kia, tôi bảo là thôi, chắc chắn luôn là tao có cố gắng, tao cũng đéo qua được. Tôi là một người chủ động. Tôi ra với các bạn trong lớp, tôi bảo là mẹ chúng mày qua được môn không?
Không đúng không? Ok, đưa tiền đây. Mỗi đứa nộp tiền cho tao, tao ra hỏi hỏi ông chủ, hỏi ông chủ nhiệm môn. Thầy ơi, nói thật với thầy luôn là mẹ bọn em chân yếu tay mềm. Bọn em không cố được. Hôm qua bọn em tập đến đêm rồi nhưng em vẫn không qua được cái môn nhảy thầy ạ. Thầy liệu cách nào gọi là đi cửa sau không? Thầy rúi tay tôi tờ giấy luôn, mẹ mình nhanh vãi lầu để viết tôi tờ giấy, rúi mẹ tay. Liên hệ số này em nhé, xong, qua môn. Đơn giản, như đang rổ. Mẹ, con quan trọng là sự chủ động, hiểu không? Bởi vì sao? Giả dụ như là nếu tôi không làm thế ấy, thì có lẽ là mẹ mày, mấy đứa lớp tôi ấy, đến Tết Tây cũng đéo ra, đúng cũng đéo qua môn được. Thôi, mình chủ động một tí đi, có gì đâu. Có quan trọng thôi, coi như mình đi lại vậy nha. Tôi cho các bạn một bài toán kinh tế nhá. Như nào? Học lại môn là mất thêm một kỳ, mất thêm thời gian. Chi vào đấy mình đi làm thêm, mình lấy tiền, mình gọi là vận động hành lang, mình qua mẹ môn đi là xong rồi. Một bài toán kinh tế quá hiển nhiên, qua mẹ môn luôn, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tiền bạc, quá hợp lý. Sao mưa to thế nhỉ? Thương tao. Thôi hôm nay, hay là hôm nay mình lại off chip sớm nhỉ, bởi vì mưa to quá. Đùa đây thôi, chơi game đi nhỉ. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn các bạn ạ. Vợ tôi dạy cho tôi một điều rất hay, đấy là gì anh ạ? À, em nói anh điều này này, cái gì còn có giá là nó còn rẻ. Câu hay vãi luôn. Chỉ cần nó còn có giá và mua được bằng tiền ấy là nó còn rẻ. Anh làm thế sau này em dạy sinh viên thế nào được mặt cười? Thì anh nói thế thôi chứ quan trọng là em mà. Giả dụ thầy không biết, thầy bảo anh là thôi em ơi, thầy nói thật, thầy không cho em qua môn được đấy. Sao thôi thì thôi, anh cũng sao anh mẹ mà đi cửa sau được đúng không? Nhưng mà thế mẹ mày thề, sao mẹ mưa to thế nhỉ, tha tao đi mẹ. Ôi trời, đáng live stream mà mưa đúng lúc live stream, thương bố mày hộ cái. Mà đây mẹ mày, tôi kể bạn nghe, vợ tôi nha, kiểu như vợ tôi là đi xem phong thủy ấy, bảo là gì, nhà này mình cần có chuông gió, thế là vợ tôi quyết định là treo chuông gió trong phòng tôi. Mẹ mày thề, đây tôi cho công nghe, công nghe gì không đi. Mẹ mày, tôi thề các ông luôn, là cái chuông gió ở cửa sổ, xong ban đêm ánh đèn đường nó hắt vào, mẹ mày nhìn kinh vãi cả bìu. Hôm qua tôi về tôi bảo vợ tôi là em ơi, anh nói thật với em, bằng tất cả sự tôn trọng của một người chồng đã sống với em hơn mười mấy năm nay, gỡ chuông gió xuống đi. Anh xin em đấy. Like xong trời mới tạnh mặt cười. Vợ tôi nhất quyết không, dứt khoát không, nhà mình hướng đông nam cần chuông gió, anh phải để trên đấy. Mẹ mày khóc tiếng chó luôn. Mà giả dụ đêm mà trong phòng đéo có gió mà nó kêu một phát thôi là tôi đái ra máu, là tôi chết luôn. Là hôm sau các bạn thấy cáo phó Nguyễn Đình Tuân đi luôn. Mẹ mày thề, con gái con đứa học đâu có trò này vậy. Ủa hôm nay nói chuyện sâu ấy nhỉ. Tôi em mình hôm nay em mình mẹ mày chơi chơi game đi.